Đêm nay và ngày mai vẫn có mưa dông bất chợt, có lúc mưa to, dễ đi kèm sấm sét. Về nhiệt độ, cao nhất tại Hà Nội và các thành phố khác sẽ không nơi nào vượt quá 32 độ. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số nơi trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nam. Chiều ngày 23 tháng 9, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh và đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó ban chỉ đạo đã có buổi làm việc nhanh với Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 thành phố Phủ Lý. Báo cáo nhanh tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Phủ Lý cho biết, tính đến 16 giờ chiều ngày 23 tháng 9, tổng số ca F0 trên địa bàn thành phố Phủ Lý là 45 trường hợp, 583 trường hợp F1 và trên 2.400 trường hợp F2. Qua lấy mẫu nhanh trong các ngày 22 và 23 tháng 9, tại địa bàn thành phố tiếp tục có thêm 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, hiện đã được lấy mẫu PCR để xác định lại. Ngoài ra có 21 mẫu gộp PCR có kết quả dương tính cũng đang được xét nghiệm lại mẫu đơn để tìm ra F0. Toàn thành phố đang thực hiện việc phong tỏa đối với 36 khu dân cư có F0. Thành phố Phủ Lý đã ứng dụng công nghệ thông tin tại Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19, lập bản đồ COVID-19 thành phố, phân các vùng nguy cơ cao, vùng đỏ, vùng nguy cơ, vùng cam, vùng có nguy cơ là vùng vàng và xác lập vùng an toàn, vùng xanh. Trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp, Ủy ban Nhân dân thành phố đã đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh áp dụng thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với thành phố Phủ Lý để phòng chống dịch COVID-19. Thành phố cũng đề xuất nhiều giải pháp để đảm bảo hiệu quả công tác phòng chống dịch trong thời gian thực hiện cách ly xã hội như thiết lập các chốt kiểm soát ra vào vùng dịch, triển khai mẫu giấy đi đường và lên phương án phát thẻ mua lương thực thực phẩm đối với những khu vực không bị phong tỏa. Những khu vực phong tỏa bố trí lực lượng các hội đoàn thể chính trị xã hội đi chợ hộ nhân dân. Thảo luận nhiều nội dung để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch với tinh thần sau 14 ngày thực hiện chỉ thị 16, thành phố Phủ Lý phải bảo vệ vùng xanh, khống chế được dịch. Các ý kiến tại hội nghị đã đưa ra nhiều giải pháp yêu cầu thành phố Phủ Lý nghiên cứu cấp giấy đi đường cho công nhân đi làm tại các khu công nghiệp, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine đối với những vùng chưa có dịch, cách thức cung ứng nguồn thực phẩm cho các tiểu thương buôn bán. Đối với vùng nguy cơ cao, 3 ngày thực hiện lấy mẫu xét nghiệm một lần. Chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Lê Thị Thủy đề nghị thành phố Phủ Lý phối hợp với ngành y tế và các lực lượng chức năng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Khi thực hiện chỉ thị 16 phải đảm bảo cung cấp lương thực, thực phẩm, thuốc men, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân. Huy động một cách tối ưu nhất các lực lượng tham gia phòng chống dịch, đẩy mạnh công tác tiêm phòng ở các xã chưa có F0 để bảo vệ vùng xanh. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp vấn đề phát sinh, cần báo cáo ngay với Thường trực Tỉnh ủy và Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh để kịp thời chỉ đạo giải quyết.
Chiều cùng ngày, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã đi kiểm tra một số chốt kiểm soát tạm thời tại địa bàn dân cư có F0, kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại khu công nghiệp Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên. Theo báo cáo của Ban Quản lý các khu công nghiệp, trong 2 ngày thực hiện lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ công nhân trong các khu công nghiệp, đã có 2 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại 2 doanh nghiệp trong khu công nghiệp Hòa Mạc. Hiện Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch thị xã Duy Tiên đang triển khai các biện pháp thực hiện công tác phòng chống dịch. Sáng ngày 23 tháng 9, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Nam tiếp nhận kinh phí ủng hộ phòng chống dịch của một số doanh nghiệp. Dự lễ tiếp nhận có đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.